Ok, chắc là cái tập này là tập cuối rồi. Để coi lốt xem là cũng không nhớ là cái tập này như thế nào. Không nhớ là tập này như thế nào. Nhưng mà có một cái kỷ niệm là gạt giò được Emnatic. Gạt giò được Emnatic. Ôi. Rồi rồi, để coi tới khúc đó rồi nhớ lại rồi kể. Rồi kể. Chào các bạn, mình là Khoa đây. Và ngày hôm nay chắc sẽ là tập cuối của vlog phía sau MSI. Thì EVOS cũng đã trải qua rất là nhiều những trận đấu và cũng là một hành trình rất là dài rồi. Thì tập ngày hôm nay có lẽ chúng ta sẽ cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp nhất của họ. Và đâu đó chúng ta sẽ cùng nghe xem là các tuyển thủ cảm nhận như thế nào về mùa giải MSI lần này nhé. Lúc đầu thì chiến lắm, lúc đầu thì nhiệt lắm. Đã đi tới đây rồi các kiểu đã đi tới đây rồi ha. Cái khúc ôm nhau là quen hết nhở. Cái khúc ôm nhau là quen dã man luôn. Không mà cái khúc này ôm nhau là giống giống vô địch VCS ha. Kiểu sao ta? Kiểu kiểu làm cái gì nhá, kể cả là cá độ nhầm, không phải cá độ nữa, kể cả là chơi cờ bạc ấy mà tụi em thắng ấy, thì cái cảm giác khi mà chiến thắng ở trong không biết là thể thao thì như thế nào nhá. Nhưng mà chiến thắng trong eSports ấy nó khác lắm. Nó có một cái cảm giác nó khác cực luôn á. Mà mình nghĩ là không có một cái gì nó cảm giác giống như vậy luôn đấy. Không biết chiến thắng trong thể thao có thể không nhỉ? Không biết chiến thắng trong thể thao có thể không nhỉ? Bề lúc này nhìn chiến lại à, Khoa làm quả shot này ác thật, nhìn chiến thật luôn đấy, nhìn Ronobe nhìn lưng nhìn Mắc Hàn nhìn lưng đâu ra con đi sửa lại đứng về đây cái trận này là cái trận này này, tức là cái trận này là cái trận cuối cùng của Evos rồi, trận này là trận cuối cùng của Evos rồi đó. Trước cái trận này thì là bên bên Atlantic họ hơn một điểm so với cả team team Liquid, họ hơn một điểm so với cả team Liquid. Trận này lúc lúc ra sân ấy là tụi Liquid nhá, team Liquid ấy nó đứng ở cái hành lang ấy, nó vừa đánh xong, nó đánh trước trận này xong rồi nó thua xong rồi đến lượt Evos đi ra, thì cái lúc nó đi vào
thì nó kêu là nó kêu là cái đéo gì nhỉ, nó kêu là nói chung là nó cổ vũ, cái câu cổ vũ của nó như thế nào nhỉ, nói không không nhớ được. Kiểu hình như là nhớ lúc đi ra hay là lúc đi vào ấy, đi có nhớ là nó kêu là well play rồi các kiểu ấy, tụi Liquid ấy, nó cổ vũ mà, lúc này nó cổ vũ cho Evos gạt giò bên Athletic để bằng điểm, hai thằng đánh tie break với nhau, xong rồi Liquid cũng thua luôn. Cổ vũ cho lắm, xong cũng thua luôn. Nói chung là cái đợt MSI này là non, cái đợt MSI này là non, à, lúc này là đánh giá là team và thầy vẫn còn non. Còn cái trận cuối cùng này ấy, với cả Fnatic này ấy, thì kiểu như là tụi nó trận cuối rồi, tụi nó nghe mình, tụi nó nghe thầy, cho nên là win ngay từ đầu là thấy win nhiều rồi, không chịu nghe, trận cuối là mới nghe. Thể thao nào mà cứ có cờ Việt Nam thứ hạng cao nhìn là nứng muốn khóc rồi, eSports mà vô sâu chung kết thế giới nữa có mà nứng ra bã thầy ạ, à, mặt cười. Cảm ơn giác đào. Đứng ra bá là đứng cái gì, là xoắn ra đít luôn. Cái gì nhỉ, cái này nghe ở đây ấy, là kêu là thằng thằng súp đó là nó rất hay ưu tiên con Braum, nó rất hay ưu tiên con Braum, là cái chi tiết này nhá, cái chi tiết này ấy, là mình nói với cả team, tụi nó không có nghe. Xong rồi cái khúc này, cái trận cuối cùng rồi, bắt đầu mình mới căng á, mình mới bực á. Lúc này mình mới căng lên đấy, bảo là nó sẽ pick Braum, em pick Morgana cho anh, em pick Morgana cho anh, mình đẩy cái đường bot liên tục luôn, đẩy cái đường bot liên tục luôn. Còn thằng Rick Lẹt ấy thì nó chỉ có chơi được hai con thôi, con Katlin với cả con Sivir. Sao á, thì chắc là ban con Katlin, xong rồi kiểu gì nó cũng biết Sivir, nó sẽ pick Sivir với cả nó sẽ hay ưu tiên Brum đó. Nếu mà hai con này ấy, thì cứ pick một con AD rồi pick Morgana vô là đẩy liên tục đó, win là win. Fan Liquid nó cổ vũ quá trời này, Fan Liquid nó cổ vũ quá trời này, là nó cổ vũ là để bằng điểm với cả Liquid để hai thằng tie break nhé, xong vẫn thua. Nói chung là cũng có một trận thắng với cả một trận thắng một trận thua với cả khu vực Bắc Mỹ và khu vực châu Âu. Cảm thấy khá là tiếc khi mà bọn mình đã phải dừng chân tại đây, hết hết cửa để vào rồi. Má mới có mới có mấy ngày thi đấu thôi mà đã nhìn tàn tạ luôn, vò đầu tài suy nghĩ các kiểu luôn, kiểu đấu trí mà già nhanh quá. Là khi đến đây bọn mình đã bị một số trục trặc về tâm lý và khi thi đấu nên mình đã để thua rất đáng tiếc những trận đấu quan trọng như là trận đầu tiên với Fnatic. Nhưng bọn mình đã rút ra được kinh nghiệm là nếu bọn mình mùa sau đi được thế giới thì bọn mình sẽ cố gắng lọt vào được. Mình mày màn bày do nói chuyên BTS live voi Kuro chua thay quyên. Cảm ơn anh Andre Nguyễn nha. Mình may mắn giờ nói chuyện bình thường với Kurot chưa? Chưa nha em. Hai thằng nó vẫn ghét nhau à? Nói chung là sau cái vụ đấy là hai thằng nó ghét nhau, nó không có nói chuyện với nhau nữa. Thì mặc dù là sau đó thì mùa hè thì thằng Rốt nó giải nghệ thì nó cũng cũng khóc rồi, thằng thằng Minh nó cũng khóc, nó kêu là đừng, kiểu như là cả team vẫn muốn mày đánh ấy, nhưng mà thầy nghĩ là từ cái vụ đó là hai thằng nó đã không thích nhau nữa rồi, không còn muốn đánh với nhau nữa. Tứ kết cho nên mình nghĩ là các bạn không các bạn vẫn sẽ ủng hộ bọn mình như là những ngày đầu tiên mà mình mới thành lập. Mọi người cổ vũ cho Việt Nam như thế thôi, nhưng mà trong đầu nghĩ là
Thức khuya suy nghĩ giáo án hay sao? Thức khuya suy nghĩ giáo án hay là chơi game buổi đêm đéo ngủ mắt thâm như giải chó này? Rất rất khó để có thể mà vượt qua được Super Messi, nhưng mà Evos đã làm được. Mình nghĩ là mình tự hào rồi đó. Việc mà bọn em đánh kiểm soát khá là yếu khiến cho cái bọn em muốn làm gì đó trước các đội tuyển khác thì là luôn sau một bước, dẫn tới bọn em mất khá nhiều là nhiều lợi thế. Thì tất nhiên là sau khi mình đánh xong giải này là mình sẽ về nhà thăm mọi người. Cảm ơn các bạn fan đã ủng hộ mình. Tuy bọn mình đã thua nhưng các bạn vẫn động viên và ủng hộ mình, nên mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Lúc này là thực sự mà nói là mặc dù là 28 đi, nhưng mà kiểu cũng được nhiều ủng hộ, mọi người ủng hộ nhiều lắm chứ không có chửi nhiều. Chửi thì cũng có chửi nhưng mà không có chửi nhiều. Kiểu cũng được ủng hộ lắm. Nhưng mà mình 1-1 với cả NA này, 1-1 với cả EU này. Đó. 1-1 với cả NA, 1-1 với cả EU. Rồi thắng Super Maxi 3-1 này. Bằng thứ hạng với cả GAM mùa trước. Những lời mà em nói, những mà lời em suy nghĩ và phát biểu thực sự là nói lên cái bản chất thật lòng ở trong tâm trí em. Thì tâm trí em nghĩ như thế nào thì em nói như vậy thôi. Còn khi mà mình vào trận đấu á, thì mình không biết trước được điều gì. Thì em chỉ muốn là mình nói như vậy để củng cố tinh thần của mình và cả đội, để cho họ cảm thấy là cho dù bốn người còn lại sợ thì em cũng không có sợ. Nhìn thằng môi bò này muốn đấm ghê hả? Nhìn thằng môi bò muốn đấm ghê hả? Ok, là họa mà nó còn mặt nó còn nhơn nhơn nữa. Nhìn nó ghét chưa? Đó, thì nói chung là em mong muốn là cổ củng cố tinh thần của team. Và mùa hè thì sẽ cạnh tranh rất là khốc liệt. Mình nghĩ là cạnh tranh nhiều hơn để có thể đem đến cho Việt Nam một đại diện tốt về mọi mặt, cũng như là nâng tầm Việt Nam mình lên so với thế giới. Việt Nam em chắc chắn không muốn để các thành viên khác cảm thấy cái bầu không khí nó quá tệ, và cố gắng bảo mọi người cùng nhau luyện tập thôi. Những lúc mà em khó khăn thì những lời động viên của mấy bạn là một động lực cho. Thầy Quyền co mờ GMS Island Nua cùng SBTCK. Cảm ơn anh ở đây Nguyên nhá. Có muốn đi. Lúc nào cũng khao khát chiến thắng hết á. Em đánh là tiếp tục sau này. Như bạn đã biết thì cái cuộc hành trình của Evos tại kỳ MSI 2018 này đã dừng lại với kết quả không được khả quan lắm là 28. Thì mình cũng thay mặt cả team là cảm ơn các bạn đã ủng hộ team trong suốt các khoảng thời gian mà từ khi đội thành lập cho tới bây giờ. Một lần nữa cảm ơn các bạn và mong rằng các bạn vẫn sẽ đồng hành cùng Evos vào các mùa giải sau. Cảm ơn. MSI lần này cảm thấy là đội mình đã chuẩn bị chưa đủ về tâm lý cũng như chiến thuật, còn đến sức khỏe chưa tốt cho giải đấu này. Nếu mà có một lời nhắn gửi tới ai đó thì em muốn nhắn tới ai nhất? Em muốn nhắn tới người yêu em. Em muốn nói gì? Này, yêu với đương. Lúc này là Slay bị chỉ trích nhiều lắm này. Nếu mà cùng lắm thì em chơi thì chắc em chơi đến lúc này cùng lắm em ủng hộ. Đa phần là mọi người ủng hộ, chỉ trích Slay nhiều. Nhưng mà kiểu không biết, phải ở trong thì mới biết. Là kiểu như là Slay thì nó đánh kiểu hy sinh cho team mà. Nói chung là đa phần là chỉ cần tròn vai thôi là ok rồi.
rồi những cái vị tướng nó cũng khác so với cả những cái người xạ thủ khác nữa. Giúp team thì em giúp đến năm mùa hè thôi, thì chắc em cũng nghỉ rồi. Thì mặc kệ những lời chỉ trích của mọi người. Sau cái chuyện này thì là thằng Rốt nó nghĩ là team dạn nứt như thế là không khó hàn gắn lắm, không hàn gắn được. Thì sau mùa hè thì kiểu thêm meta nữa, bị out meta nữa, xong rồi chắc là nó cút luôn. Cái lúc này thì nó bắt đầu kiểu như là muốn nghỉ rồi, nhưng mà kiểu nó vẫn muốn, không phải nó vẫn muốn mà là kiểu team muốn nó đánh tiếp ấy, nhưng mà kiểu nó cố thêm một mùa nữa thôi. Tại vì em cũng lớn tuổi rồi, em cảm thấy là đã đến lúc là mình thích làm gì những gì mình thích, chứ mình sẽ không có câu nệ người khác nữa. Là mà cho mình thích gì thì mình làm đó, chứ mình không quan tâm những người nào mà nghĩ gì nói mày. Bởi vì những người mà họ ganh ghét mình á, thì thật sự thì họ không bằng mình, họ mới ganh ghét mình thôi. Còn những người mà đã và giỏi hơn mình á, thật sự thì họ không bao giờ chấp mình những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Đến tận bây giờ thì em rất là cảm ơn luôn. Rất là nhiều người fan ở bên này đã cổ vũ cho chúng em. Và có lẽ là chỉ nói lời cảm ơn sâu sắc đến mọi người thôi. Thì em cũng đến được cái MSI và dừng chân tại đây thì em cũng cảm thấy là ý trời là muốn như vậy thôi, rồi thì biết làm sao. Chắc vậy. Như vậy thì hành trình của EVOS MSI 2018 cũng đã dừng lại rồi. Và mình hy vọng rằng là những bạn khán giả, những người đam mê thể thao, đam mê eSports đã có được những cái giây phút thật là thoải mái, thật là hào hứng cùng với đội tuyển EVOS MSI lần này. Và mình biết là dù kết quả không thực sự như chúng ta mong muốn, nhưng mà qua những cái vlog thì các bạn cũng đã thấy được hình ảnh của một đội tuyển rất là trẻ trung, rất là năng động. Họ giống như một gia đình nhỏ với nhau vậy. Chúng ta có thể thấy Stark nè, một người thi đấu rất là tập trung và hoàn toàn không hề thua kém những đối thủ đường trên khác, hay là một Warzone lúc nào cũng rất là mạnh mẽ, cứng rắn và luôn thật thà với chính bản thân của mình. Hay là Slay, Ronobi, những người lúc nào cũng muốn cố gắng, nỗ lực hết sức mình. Và cả một Yijin nữa, một người mà theo mình nghĩ rằng tương lai anh ta sẽ còn tiến xa hơn nữa và còn có thể phát triển nhiều hơn nữa. Và ngoài ra chúng ta cũng không thể nào quên được những người đã đồng hành phía sau để giúp đỡ EVOS trong cái hành trình này. Ví dụ như là Trần Sơn nè, người lo cho đội rất nhiều thứ, rồi quản lý anh Dũng của EVOS, và cả Beyond nữa, một người cũng lúc nào cũng chia sẻ, lúc nào cũng hỏi thăm và động viên các đồng đội của mình. Thì mình hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới ở VCS mùa hè, chúng ta sẽ tìm được một đại diện thật là mạnh, thật là xuất sắc để có thể ra đấu trường thế giới và thể hiện cho tất cả các nước bạn khác thấy rằng là Liên minh Huyền thoại Việt Nam cũng không hề thua kém bất cứ ai cả. Còn bây giờ thì mình xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình khác của Vietnam Esports TV. Bye bye. Hết. Nói chung là kỳ MSI đó thì nếu mà kiểu không dặn nứt thì chắc là cũng đỡ bết bát hơn. Hơi là tiếc, khá là tiếc. Còn trong cái nói chung là không có một cá nhân nào hết. Cái kỳ MSI là thì mình nghĩ là không có một cái cá nhân nào mà kiểu đánh kiểu dưới sức hay gì cả. Mọi người đều ok, đánh đều ok, đều làm tốt. Trong mà đại đế mà đánh quốc tế thì đại đế đánh quốc tế hay. Đánh giá là đại đế đánh quốc tế lúc nào cũng tròn vai. Hay và tròn vai. Không có bị chót hay gì hết. Team nói chung là đánh đều. Kiểu cũng có lúc thằng Zizin nó cũng lỗi. Có lúc Zizin nó lỗi, nhưng mà kiểu đa phần thì là cả team đánh đều tốt hết, không có thằng nào bị tụt lại cả.